Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Tên của mình là Mim Ánh. Nay là ngày nghỉ nên mình tập lúc 7:30. Khúc này là tập xong luôn rồi, đang chạy xe đi về nè. Hôm nay trời mưa quá trời luôn á. Cỏ này là sân sau nhà tôi á, cây cỏ ôm tùm ghê không. Tại vì tuần có ngày nghỉ thôi à, nên trời mưa cũng phải giặt đồ nữa. Hôm nay tôi dùng máy hồng này nha. Nãy giờ tôi mắc cúp sơ sơ rồi nha. Hello mọi người, hồi sáng là tôi có đi tập bài xong rồi tôi đi về nhà quét nhà, phơi đồ xong rồi tôi xếp đồ nữa. Vừa gọi tôi hơi bận á, thành ra tôi để đồ nhiều quá trời luôn. Trời xếp quá trời xếp, mệt ơi là mệt luôn. Tí nữa là tôi sẽ đi mua cà phê trước, xong rồi tôi sẽ đi mua cái tủ ở bên IKEA. Thiệt ra là tôi có mua trên mạng trước rồi, bây giờ tới chỉ có lấy thôi nha. Tôi mặc sẵn đồ luôn rồi nha, tại vì hồi nãy cái áo này là áo cổ cao này, xong rồi hai make up chứ không make up xong khó mặc cái áo vô á. Đây là đồ của tôi mặc hôm nay nhé. Tại vì hôm nay ở ngoài trời khá là mưa và lạnh nha. Có một ngày nghỉ mà nó không có nắng mọi người, nó có mưa thôi. Sau khi ăn xong là tôi có đi mua cà phê. Mọi người thấy cái đường này quen không? Tôi mua cà phê xong rồi nha. Bây giờ là tôi sẽ đi IKEA. Một tuần rồi tôi mới uống lại đó. Hôm nay là chủ nhật nha. Tôi uống lần trước là chủ nhật tuần trước. Tuần tới đây tôi cũng đi làm 6 ngày liên tục luôn. Nhưng mà tuần vừa rồi là tôi kiểu dành thời gian để đi chơi với bạn bè đồ cũng khá khá. Tuần vừa rồi là tôi chỉ nghỉ có buổi tối thứ ba thôi nha. Thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, bảy. 5 ngày là tôi đi chơi hết luôn mọi người. Hôm nay thì không có ai nghỉ nhà cả. Tuần này tôi khá là hài lòng nha. Tổng kết tuần này là 6 video trên TikTok. Đi tập 6 ngày nha. YouTube video thì cái video kia chắc là lúc mà mọi người coi video này là chắc cái video kia nó cũng lên rồi đó, là thành ra là tôi vẫn đang edit mọi người. Đó giờ chưa có edit YouTube bao giờ, thành ra nó kiểu hơi khó một xíu. Kiểu sao ta, mấy cái dụng cụ ở trên cái web á, tôi nhìn vô hơi đau đầu xíu. Nhưng mà nếu mà mọi người đã coi cái video này rồi thì mọi người nhớ quay lại coi cái video trước đó nhé. Tại vì tôi đang edit cả tuần rồi mà. Nói chung là tuần này là catch up week. Có nhiều người lâu lắm mà tôi chưa gặp, thành ra tôi phải đi mọi người. Đi đấy còn gặp bạn gì. Có mấy người bạn tôi nữa là định là hôm nay đi chơi, đi ăn trưa với nhau. Nhưng mà cuối cùng thì một người bạn trong nhóm thì có ca làm, ra là tôi không có đi hôm nay. Chứ không thôi là hôm nay cũng đi. Nói chung là tuần vừa rồi tôi khá là hài lòng vì tôi làm được khá là nhiều thứ. Mặc dù hơi mệt mọi người, trời, sáng nào dậy đi tập cũng mệt hết trơn. Giờ tôi sẽ đi pick up cái tủ nhá. Từ đấy tới IKEA là khoảng 30 phút. Mình mới tới rồi nha mọi người. Thì tôi đang ở chỗ mà để pick up đồ á. Đó, mọi người thấy không? Trên cái bảng á, mình chỉ cần number xong rồi gửi vô số điện thoại đó. Tôi nhắn tin rồi, giờ chỉ ngồi ở đây đợi thôi nha. Có rồi nhá. Cái kiện hàng này là khoảng 24kg. Lúc đầu là tôi còn nghĩ là tôi có thể bưng nó lên được nha. Tưởng hổn giờ tập tạ là có cơ bắp đồ đó, nhưng mà không ngờ không được, nên lúc này phải nhờ người ta bưng lên giùm nè. Đợt là tôi có thấy cái tủ này trong store rồi, thấy nó cũng bé nhưng mà không nghĩ là nó nặng vậy luôn. Mà cũng hên là có anh này đi ngang nên nhờ anh bưng lên giùm, chứ không mà chắc đứng nó tới mai có á. Trời, tử không nặng nhưng mà nặng không tử nha mọi người. Tôi bưng không lên nổi luôn. Ngày nào cũng nâng tạ hết mà còn không được nữa thì không biết sao. Nhưng mà hên có cái anh đó đứng ngay đó, tôi kêu nó cầm lên giùm luôn. Chắc là về nhà tôi sẽ nhờ cái anh trong nhà tôi cầm vô giùm, chứ tôi cũng không bưng nổi. Ê, nhưng mà có nắng lên rồi nè mọi người. Cái nắng rồi đấy.
Bây giờ tôi sẽ đi chợ cho tuần tới nha, tại vì tôi vẫn chưa mua gì hết trơn, nhưng mà tuần tới tôi cũng đi làm 6 ngày nữa. Mình sẽ đi nha. Tôi tới cái shop rồi nha mọi người. Cái shop này cũng là cái shop giống như hôm cái video trước hôm bữa tôi đi á, cũng là chung một chỗ luôn. Tại vì tôi thấy ở đây hôm bữa cũng dễ quay phim nên tôi tới đây tôi quay, là tôi cũng thích cái shop này nữa. Tại cái shop này nó đẹp. Nè, Phố Adelaide Plaza. Sơ thôi đấy. Tôi mấy cái trái cây để dễ ép này. Ui vậy là tôi xiên xài cái máy ép cực kỳ. Nhưng mà mỗi lần rửa ui mệt. Tại sao rửa nó nhiều thứ để rửa quá. Xong rồi tôi còn mua bánh để ăn nữa. Tức là bây giờ tôi sẽ đi về, nhưng mà phải đi đổ xăng trước. Đổ xăng trên đường đi về luôn. Xong rồi là về nhà. Và chắc là phải edit video cho TikTok tối nay, với lại edit cái video YouTube nữa, tôi vẫn chưa edit đâu mọi người. À, cái shop hồi nãy tưởng là không đông, tưởng là dễ quay phim nhưng không nha. Hồi tuần trước nó đỡ đông hơn, tuần này rất đông nha. Hẹn gặp mọi người ở nhà. Tôi đã về tới nhà rồi nha. Nãy tôi về thì tôi có đi nhà một xíu quét ở ngoài bếp á. Lại là có mấy cái đồ đi chợ của tôi nữa. Cái tủ mà tôi mua mọi người là hồi tháng trước, mà tôi có đi IKEA tôi coi rồi. Tôi muốn mua cái tủ từ tháng trước, nhưng mà lúc đó là ở IKEA nó hết hàng rồi nha. Xong tôi mới đợi tới ngày 18 mà nó restock. Nhưng mà ngày hôm qua tôi mới lên tôi thấy ui nó back in stock nhưng mà nó còn có một cái thôi. Thế là tôi mua, tôi trả tiền liền luôn. Để hôm nay tôi tới pick up á, là tôi mua cái đó là cái cuối cùng luôn mọi người. Tôi rất là háo hức để đóng cái tủ đó xong rồi để ở ngay đây. Tại ngay đây tôi phải để thêm đồ của tôi nè. Xong rồi tôi để cái tủ này ngược lại bên kia. Tại bên kia cái ngay chỗ cái giường tôi không có cái tủ gì hết trơn. Nhiều khi ăn uống cầm cái ly nước uống không có chỗ để đâu mọi người. Bây giờ không có cái bàn nào ngay đó. Tôi uống nước một cái xong tôi để dưới đất luôn. Like xong rồi bình luận ở dưới để cho tôi biết là mọi người nghĩ sao về cái video ngày hôm nay nhé. Tôi còn có cái trang mạng xã hội ở đây của tôi nữa nha, cho nên mọi người nhớ bấm theo dõi thì có thể thấy daily update của tôi nhé. Bye mọi người. Và đây là thành quả cái tủ sau khi mà lắp xong nha. Có ba ngăn thì tôi cũng để quần áo không à. Ngăn đầu tiên là để vớ, còn ngăn thứ hai là để mấy cái đồ đi tập á, còn ngăn cuối cùng là để mấy cái quần nha. Cảm ơn mọi người đã xem, hẹn gặp mọi người ở video sau.